Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Hộp thư pháp luật Truyền hình Pháp luật Việt Nam đã nhận được nhiều phản ánh về việc một số tòa án cố tình gây khó dễ cho người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư, thậm chí là ngâm đơn từ năm này qua năm khác với vô vàn lý do, gây bất bình, bức xúc trong nhân dân. Trường hợp được phản ánh ghi nhận tại Tòa án Nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sau đây có lẽ cũng là câu chuyện chung của nhiều người đã và đang gặp phải. Theo phản ánh, từ năm 2019 đến nay, vợ chồng ông Hủy, bà Trang vô cùng chật vật vì những yêu cầu vô lý và bị gây nhiều khó dễ tại Tòa án Nhân dân thị xã Trảng Bàng trong quá trình tiếp nhận đơn thư khiếu nại của vợ chồng bà. Theo đó, tháng 6 năm 2019, thẩm phán Trần Văn Trường thụ lý giải quyết vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa ông Hủy và em gái ông Hủy, cụ thể là tranh chấp 20 cao đất tại xã An Tịnh, Trảng Bàng. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2019, không hiểu vì nguyên nhân gì, thẩm phán Trường đi cùng nhiều người kéo vào khu đất của ông Hủy để thẩm định mà không hề có thông báo trước. Hậu quả là sau khi ra về, 32 gốc bưởi 6 năm tuổi đang trong giai đoạn sắp thu hoạch bị rụng lá và chết. Ước tính thiệt hại gần 200 triệu đồng. Điều đáng nói là phần đất này thuộc quyền sử dụng của ông Hủy, không phải là phần đất đang tranh chấp mà thẩm phán này thụ lý giải quyết. Có không biết là xe du lịch cũng chạy vô đây, biểu tôi phải vô mở cửa xong rồi cái ông trưởng dẫn vô là ở đây khoảng 7 người, 8 người gì đó. Rồi vô điếm cây, tôi ngồi ghế tôi nói chuyện với ông trưởng mà mới uống nước nồi, rồi ông trưởng cứ biểu mấy người đó xuống cứ điếm cây tổng cộng hết đi, rồi nhưng mà thực tế đó điếm không đủ, không chính xác. Nên chúng tôi không hợp tác, không có mà ký nhận biên bản của ông Trần Văn Trưởng. Tôi nói bởi tôi bị thiệt hại chết, ai là người chịu trách nhiệm? Bà nói bà không biết. Đó, bà nói với tôi như vậy, là khi tôi lên tòa án nói vậy rồi xong về tôi mới tức quá. Tôi mới nộp đơn, tôi kiện ông Trưởng là dẫn một đoàn người bên đó vô vườn tôi. Là gây thiệt hại cho tôi là hiện tượng cái bữa tôi chết. Vậy là tôi cũng có chụp hình lên, đó, tôi có rửa hình tôi đem ra lên trển nữa. Đó, đem lên nộp trên đó mà thẩm phán á, là bà đứng á, bà trả đơn tôi lại, bà nói là tôi thưa, không đúng. Theo luật sư, hành vi này của thẩm phán Trường đã vượt quá phạm vi mà thẩm phán này được quyền giải quyết theo đơn khởi kiện của đương sự. Thậm chí, đây còn được coi là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp về đất đai của công dân khi đang lấy danh nghĩa thi hành công vụ. Quá bức xúc, vợ chồng ông Hủy lên tòa án Trảng Bàng, khiếu nại và đề nghị có hình thức xử lý về hành vi này của thẩm phán Trường. Tuy nhiên, đã hơn 9 tháng, đơn của ông vẫn chạy lòng vòng mà chưa được xử lý. Sau hàng chục lần nộp đơn không thành, mới đây, theo yêu cầu của tòa án, vợ chồng ông Hủy tiếp tục đến nộp đơn, nhưng trớ trêu. Khi đến nơi, thì tòa không chịu nhận đơn trực tiếp mà yêu cầu quay về gửi qua đường bưu điện. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, đơn của bà theo đường bưu chính đã được gửi đến tòa. Theo quy định, khi nhận được đơn qua đường bưu chính, tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, ông Hủy vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía tòa án Trảng Bàng cho đến khi vợ chồng bà lên tận tòa để hỏi. Rồi, tức là nhận được mình đi ra bên ngoài chờ đi rồi tôi làm việc xong rồi tất cả. Việc người dân gặp khó khi đến nộp đơn tại tòa án Trảng Bàng không quá khó hiểu, khi ngay chính cả phóng viên cũng không tránh khỏi tình trạng như vậy. Sau nhiều lần yêu cầu, phó chánh án chịu ngồi tiếp phóng viên. Khi được hỏi về các phản ánh của bà Trang, thì vị phó chánh án lại trả lời vòng vo cho rằng đây là thủ tục tố tụng không thể cung cấp. Nếu thẩm phán trưởng làm sai thì có cơ quan giám sát, lĩnh vực hoạt động tư pháp giám sát. Đồng chí trưởng vô chỗ đáp đối đi thẩm định làm gì có nằm trong đối tượng để mình ta thực hiện hay không hay như thế nào đó. Tất cả những cái này đều nằm trong tố tụng. Đó. Đều nằm trong tố tụng dân sự để mà thụ lý giải quyết vụ kiện. Rồi kể cả là vô đó làm hư hao cái gì thì ảnh hưởng quyền lợi của người dân. Dân ta thực hiện mà đây tòa cũng đang là những cái động tác đó. Được biết, không chỉ riêng trường hợp của ông Hủy, bà Trang mà nhiều người dân ở đây cũng vướng phải tình trạng tương tự mỗi khi đến tòa. Trước những bức xúc của người dân, đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh cần làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm đối với công tác tiếp xúc, giải quyết khiếu nại, đơn thư của người dân tại Tòa án Nhân dân thị xã Trảng Bàng.
để tránh tiếp tục xảy ra tình trạng người dân gặp khó khi đến tòa. Đồng thời, đề nghị làm rõ hành vi của thẩm phán Trần Văn Trường khi đến phần đất gây thiệt hại tài sản của người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị trong phóng sự tiếp theo.